Kênh cây, cháu ra, cháu ông, sao cháu ban, đều chủ động cháu hong kênh, hay bây vài xử, sao cháu hong kênh đấy, mặt mây lai chất dinh dưỡng, cháu lát sừng vai xử, dậu gần bên lão đôi Thanh Sơn, Thánh Phú Thọ, đã áp dụng biện pháp, ủ thốm cháu hong kênh, đều hãy bây vài xử kênh. Làn thao vũ thị hông phương, dậu bán xoay cả sơ sơn hung, vền Thanh Sơn. Lộc lây tứ sưng, tá lộc lên xếp tú sư. Còn đấy, làn thao tật xỉu hẳn bây hèn sư, xỉu cháu hong kên hay sư, tật mất thông hân, giặt hân bây kím cháu hong kên. Tầng bả lộc nấy, vệt xương sư hồng làn thao sẽ ngời hơn, nọc bọc hơn, thời xào nhứ. Thao phương, đừng cục vệt ủ thốm cháu hong kên, tá cơ nhứ. Nhậu sau cháu hong cục nả cực về bên cạnh cháu hong kênh hãy giữ lốc lây từ đấy đảm bảo mấy lo bê thiếu nhớ sau cháu hong cục nả nâng là nhậu có mẹ đấy lăn thao bội háo máy dày ý ốc khoảng tham lên há sắc ti lăng hong trộn có men tê ủ thao vương hay ná giặt hút giặt tú sư bậc măn có thể kênh tá xếp lân xếp há căn cháu hong kênh ủ kết hấp con gen nhứ trường hợp sưng lăng sổ lô phần đấy có thể kên tá xịt há lân hơi xịt căn rất nhen. Về mùa cỏ này thì thừa cỏ thì tôi sẽ áp băm dụng ra kỹ thuật ủ băm ra thốm đi cháu ủ hong chua kên hay ủ vai vải xử phần đấy làn câu mấy tức thì đến xỉu mùa đông thì thiếu cho cháu ăn thêm hong kên hay thì vai lúc đấy xử thì hầu thợ chống mò hết thì thạc không bị đệt thiếu ống cỏ mấy mà sương mù ăn chép. dự trữ thức ăn Cháu hong có kên chất đáy bột ủ đường béo thốm đảm bảo là chất hàng năm dinh từ dưỡng xưa tới giờ thang cũng hay xử ăn mang bột thân đường kênh béo đấy. lai đều đảm bảo cháu hong kên ủ thốm máy bơi vài sự măn hớn men đấy lốc ủ thốm sư tức trộn dắt linh men vi sinh hoạt tính trộn có xếp căn lâm hộ hái măn đều bởi nhứ đã xếp thành từng lớp mày độ na vơ phải lăng ho bội hỗn hấp men hớn cột bần cặn lai lật lân lốc lêu lượng nhứ lóc cần ủ vờ bội như háo vờ lèn hái măn sắt lân lốc măn thêm ăn tây lào mày đấy ao cháu ăn tây măn bê lạc ao sơ tuộc giả dậu bạc không ăn tây xếp cháu ăn tây nhứ háo tên ẩm mấy mây phát lôm tê ủ lăng cấy ngên lào tèm thên nhứ măn chuyển cả mẩu lưng mày mùi hom thốm tìm là đáy còn lân ủ thốm cháu hong kên ta nhứ sậu cháu nguyên liệu nâng là cơ mẹ nhầu háo mút chép lộc nấy sau cần ven Thanh Sơn cháu lan sưng vai sử mấy tức xều cháu hong kên hay vai sử mà bơi vài sử luôn đấy kênh êm măn bậc vải lai nay là cái nguồn dinh dưỡng cỏ này thức ăn châu bò rất là nhiều. Món câu xe bay cũng cậu, dẫn cháu bà, hát có kỹ sương thuật tú cụ, bà con dậu tất cả cháu nhân xa, dân tất cả thị các trấn xã dậu thì khẩn ven, chuẩn bị ba cái kỹ thuật men ủ hoạt thốm tính cháu hong kên hay để vai sử, ủ đỡ tài men, thức ăn đời châu cháu bò đất, ấy. Đầu Thì cũng ấm phải chuẩn cúc bị mô hình. cỏ VA06 và cỏ voi. Mấy chị dậu đuôi bán xoay cả, mà cháu lan sương tú cụ, dậu khẩn, xa, sơn hung, xe đá then đáy hiệu quả. Hong vệ ủ thốm cháu hong kên hay vai sử nên lai lan xe đá tóc sậu tỏ say cục kem vệch nấy đã có phân ao ma đấy hiệu quả cột nơi sen đời vệch xây cháu hong kên hay tú cút sân còn vệch ủ thốm cháu hong kên hay vai sử chính quyền xa xe đá cao hần dầu nấy cục cháu biện pháp nâng thang hiệu quả đời vệch sân tú cụ nâng là bọc nhứ đều dành cháu hong kên sau dùng thêm lần là ủ thốm cháu hong kên đặc biệt là tranh thủ tá cháu loại cờ nhứ voi cờ mẹ nhầu sau cờ ói chỉ đạo nhân dân là phát triển đàn bò đều về sừng vai sử dậu khẩn sơ bay hớn ao ma đấy xiên thang hay cháu lát sừng tú cụ chính quyết ra món câu xe đá bay cao hẳn dầu nấy bọc nhứ voi sau nhứ ve a 06 áp dụng khoa học kỹ thuật tháo vệ sừng tú cụ đầy hong mẩy lân ủ thốm cháu hong kên hay vai sử đều cháu hong kên măn mây lai chất dinh dưỡng vài sử kên măn xe bức vai.
ủ thốm sẽ là lân cục, đáy hân cục nả rộng sơ sơn hung tọc, sạo cục đời vạch xương tú cụ, tùy mọ, tầng sẽ đá đáy lai hân cục kèm. Vạch hỏi bậc mô hình đấy, sẽ đỡ hân cục nả, đều dành để cháu hong kên, hai bây tú cụ sừng, đời cháu nguyên thạc đệt ống, sạo mù chếp. Mô hình ủ thốm cháu hong kên, đời vạch xương vai sử, đấy đánh giá sẽ là hiệu quả, màn hợp có điều kiện hong sợ. Đặc biệt là lúc áp dụng công nghệ, kỹ thuật hầu vệ xương tú cụ, cục nơi lên cục vệch, sạo sẻn dây cháu hong kên, chất lượng bay vải sử tá hong sẽ đáy năng hớn, có phần hầu vệch phát triển kinh tế xã hội, dậu cháu sợ.